Các bạn ơi, hôm nay bọn mình ra vườn rau sống của nhà mình để hái về rau sống về ăn nhá. Cái này có thể ăn được mà tắm được nhá. Đúng rồi. Xong rồi mình tiện thể mình sẽ bắt sâu cho vườn rau của nhà mình luôn. Đi thôi. Đúng rồi. Đây. Để rau đây nhá. Đi. Đấy. Xem mạch ra đây xem đây có sâu không? Có sâu không? Ui. Đây mình có một cái súng này. Mình sẽ dùng để mình bắn những con sâu các bạn ạ. Ừ. Con sâu nào mà gây hại cho cây thì mình sẽ bắn nhá. Ơ. Nhìn này. Wow. Con gì này? Có con gì ở đây đấy. Các bạn ơi. Có con gì ấy? Ui, mày sợ chưa? Một con zombie. Ừ. Để mình sẽ cho nó một phát nhá. Ừ. Sẽ bắn con zombie này các bạn ơi. Bắn lại nhá, bắn cẩn thận nhá, không được trượt nhá. Ồ, wow, bay đạn rồi các bạn ơi. Đây rồi, mình nhặt được đạn rồi. Nhặt con zombie vào đây. Cho con zombie ở đây này, đi tìm con khác. Ơ này này này. Đâu? Con gì này? Ừ. Wow. Mua đồ đỏ này. Có một con gì này các bạn ơi? Một con bọ. Một con bọ, một con bọ. Khổng lồ luôn. Bọ này to lắm nhá. Nó đang ăn rau của nhà các mình. Các bạn phải so với cái tay của mình này mới biết độ to của con bọ này như nào. Rồi, đi vào đây. Wow. Đây này. Ở dưới đây có cái gì này? Có gì? Không? Đây này. Đi đi. Ơ. Đấy. Ừ nhờ. Nào, có ô tô một... đồ chơi. Đây là một chiếc xe đồ chơi các bạn ơi. Đi được không? Ờ xe này à, không phải đâu. Ô xe này không có bánh. Bên trong này hình như có gì. Ừ. Để mình thử bóc ra xem nào. Chặt quá các bạn ơi. Đấy. Đấy, bên trong này nó có cái gì này, không phải là ô tô đồ chơi đâu. Đóng gói này. Wow. Ui. Toàn dấu hỏi chấm. Hỏi chấm tức là không biết cái gì trong này. Vẫn bóc một tiếp này, mình bóc tiếp nhá. Ừ. Bóc đi. Ui. Wow. Cái coi. Đây là cái gì? Thổi coi đi, đúng không? Đúng rồi. Không thổi được các bạn ơi, cái coi hình con voi này nhưng mà không thổi được mới cả một cái thìa. Ừ. Để mình bóc nốt bên này ra xem nào. Xem nó là cái gì. À, ui. Cái này á. Ui. Ui. Ui nhiều nhỉ? Ui nhiều chưa? Trời ơi, cái gì đây? Nhiều luôn, quá nhiều luôn. Wow, đây là cái thìa để xúc sô cô la đấy. Wow, ngon chứ. Nhâm 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 nhâm. Ngon lắm các bạn ơi. Sao tưởng bảo không ăn? Ngon lắm. Không ăn đâu, béo lắm. Mình đang giảm cân mình không ăn đâu. Thôi mình cắt đi, mình đi tìm thứ khác đi. Ừ. Ô, nhìn này, cà chua. Ừ, nhiều cà chua đấy. Hái cà chua cho vào giỏ đi. Đặt một quả cà chua. Đấy, cho cà chua vào giỏ nha. Ồ, nhìn kìa. Nhìn này. Có con zombie. Nó đang nhìn ai ấy. Nó lại định ăn cà chua của mình để mình bắn cho con này á. Đi xong phải nhìn mặt nó đã. Ừ. Wow. Ui, nhìn mặt này, đáng sợ không? Để đây mình bắn. Bụp. Wow. Đổ rồi, hay lắm, mình bắt được con này rồi. Đi đi. Tìm tiếp xem. Có con gì nữa không? Ở đây có con gì nữa không? Kia. Đâu? À đúng rồi. Ui. Con này cái mắt nó bị làm sao ấy các bạn ạ. Ừ, mắt lồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một quả ớt à? Ừ. Mình sẽ cho nó một phát. Wow. Không không. Bụp. Wow, wow. Được rồi, đạn đây. Ngã rồi. Quả ớt đã ngã rồi các bạn ơi. Đi tìm tiếp xem ở đây có gì không? Ừ. Đi. Có gì này? À. Cái gì đây? Đây là một cái gì? Cái vỏ kẹo. Không phải, bên trong có kẹo. Bên trong có kẹo. Đấy, đây này. Vòi rồng các bạn ơi. Đây là cái vòi rồng. Ừ. Mình thử bóc ra xem nào. Xem nó là cái gì nào. À. Đây đúng là vòi rồng các bạn ơi. Wow. Ui, dài chưa? Siêu dài các bạn nhìn thấy chưa? Mùi thơm nhỉ? Mùi thơm lắm. Để mình thử ăn nhá. Ầm nhầm 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 nhầm. Wow, ngon lắm các bạn ơi. Nhưng bây giờ làm thế nào để cuộn nó vào, bây giờ nó dài thế này. Để ở đây đi cho chuột nó ăn. Ừ, hay là mình vứt ở đây cho chuột ăn nhá. Ừ. Đấy, mình vứt đây. Đi. Tìm xem ở đây còn cái gì nữa không. Các bạn có nhìn thấy con gì ở đây không? Wow. Đây này. Đây, mình nhìn thấy rồi. Ở đây có một con ngựa này. Một con ngựa màu trắng, một con ngựa vằn. Con này ở đâu nữa không? Đây, 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 mình nhìn rồi. Đây các bạn ơi. Cái gì đây này? Một cái cây. Một cái cây để mình sẽ... Đấy cho dụng đi. Mà mình sẽ bắn cái cây này. Ê, cho... ê, 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 ê. Bụp, ui. Đạn bay xa quá này, cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy. Mình đi lấy đạn không cho. Không cần, để mình bắn tiếp phát nữa. Bụp. Địch. Đâu rồi? Đây. À, cây dụng cả đầu luôn các bạn ơi. Ui giời. Cái cây này bị rời, mình rụng mất đầu rồi. Gãy rồi.
Để mình nắp lại. Đây. Đấy. Đây là một cái cây này. À, mình nắp ngược. Đây, hay chưa? Ừ, đẹp nha. Rồi, mình sẽ cho vào giỏ của mình. Thế nào, mình đi tìm xem con. Ê, đây, đây, mình nhìn thấy rồi. Đâu? Đây, nhìn này. Một con khủng long. Ờ, một con khủng long, con này. Khủng long gì đấy? Con này to thế. Ăn cỏ à? Đúng rồi, khủng long ăn cỏ ạ. Nó đang ăn cái gì ấy? Nó đang ăn quả cà chua bị thối. Đúng rồi. Đây này, quả cà chua bị thối này, các bạn có nhìn thấy không? Đây này. Mèo ơi. Ghê quá. Yêu. Đấy, cà chua thối đấy. Trên đây có cái gì nữa này, các bạn ơi? Đâu? Đây. Đây 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 đây, đây. Các bạn ơi, nhìn thấy gì đấy không? Đúng rồi. Nó đang giơ hai tay lên trêu mình kìa. Mình sẽ cho một phát nhá, xem là có dụng không nhá. Bụp. Dụng rồi. Dụng xuống đây rồi. Hay quá. Cái mở này ra xem là cái gì. Xem nào. Ở đây chả có cái tiếng chữ gì, toàn chữ. Đây mình xem nào. Chữ tàu thôi, không đọc được. Mình kêu được đây. Mình xoáy xem bên trong này có cái gì đây. Ôi, chả quá. Wow. Trong này cũng là kẹo các bạn ơi. Đổ ra đây xem nào. Ồ, kẹo rất nhiều màu sắc. Ôi, à, ôi rơi rồi. Kẹo nhiều màu sắc lắm. Màu xanh, màu cam, màu tím. Đúng rồi. Nhưng mà cái hộp này ít kẹo nhỉ. Ờ. Lần trước mình nhặt được nhiều kẹo hơn. Cái này ít quá. Thôi đi tìm. Đi ra xem cái ruộng cà chua của mình sẽ chín chưa nhá. Nhìn này, nhiều quả cà chua chưa. À, quả này quả chín xanh. Rồi này. Ô, nhìn này. Cái gì này? Cái gì thế? Quả gì? Đây, để mình thử bắn xem nào. Bụp. Rơi rồi. Rơi rồi. Nhặt lấy này. Được rồi. À, quả cherry. Đây là một quả cherry màu xanh. Quả cherry. Còn gì? Ơi, nhìn này. Con gì đây? Wow, đây là con gà. Một con gà ở ruộng. Nó đang để trứng hay sao ấy? Có trứng không? Các bạn nhìn xem có trứng Lần không? Lần đây xem nào. À, không có gì. Mình cho vào đây. Đây này, các bạn ơi. Nhà mình có quả bí này, bầu này to lắm này. Đâu? Đây này. À, đúng rồi. Đấy. To chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Đây, đấy. Đấy, một quả con nữa. Bên này có quả này. Ừ. Bên này cũng có này. Đấy, đúng quả rồi, này to chưa? To nha. Ơ, con gì này? Ừ, có cả con gì ở đây đấy? Một con chó. Cả một con chó này. Ôi, đậu nhà mình này. Đây là à, chắc con chó nó ra nó ăn quả đậu rồi đấy các bạn ạ. Ừ, đậu nhà mình dài chưa? Không còn gì nữa không? Hình như hết rồi. Ruộng nhà mình đấy các bạn ạ. Hết rồi à? Không còn gì nữa à? À đây đây. Đâu? Vẫn còn. Xa xa nhìn thấy cái gì màu đỏ. Đây. Ừ. Con gì đây? Một con bọ to thế. Con gì đang cắm cổ ở trong này đây? Con này có cắn không? Wow. Đây là một con bọ các bạn ơi.